Xin chào tất cả quý bạn và các vị đã cùng nhau đến với góc pro view của Kim Sensei Người chơi đường giữa của đội tuyển Bacon Time với vị tướng Rat trong kèo đối đầu đi đường giữa cùng với cả nít bên kia chiến tuyến Một trận đó cho anh chiến thần hơn trăm sao của server Thái Rồi và chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với những diễn biến của ván đấu và cùng chờ đợi xem làm màn thể hiện Rat trong tay Thầy Kim ở ván đấu này sẽ diễn ra như thế nào nha Nâng chiêu 2 ở cấp độ đầu tiên chắc chắn rồi và Rat cũng sẽ ưu tiên nâng mắc chiêu 2 trước bởi vì chiêu 2 có khả năng cấu rỉa, gây sát thương tầm xa và là một chiêu thức cực kỳ quan trọng của Rack khi mà thực hiện combo thì chúng ta cũng sẽ sử dụng chiêu hai trước bởi vì chiêu hai có khả năng làm giảm kháng phép của đối phương cả hai người chơi hỗ trợ đều hướng tới hỗ trợ cho người chơi đường giữa của mình ở trong quê lính đầu tiên cú kéo đầu tiên đến từ Rack kéo được vào Enzo nhưng chẳng sao cả bởi vì sát thương đầu game của cả hai bên sẽ tương đối yếu như vậy là có con cu hoàng đế được dành cho địch kim rồi có chủ động di si chuyển không hay sẽ ở lại khu vực đường giữa như vậy là vẫn sẽ ở lại khu vực đường giữa cố gắng né đi cú kéo đến từ crack và chóc nã tốt đến từ Enzo hất tung đằng sau cú đấm thăng hoa rồi sau đó thêm một đấm nữa tốc biến đá nội tại và sau đó là chiến công đầu dành cho thầy kim một nhịp xử lý rất hay đến từ thầy kim tiếp tục chóc nã hay Enzo đã có những tình huống tạo nên để tốt ở khu đường giữa lại tiếp tục đá nội tại đẩy lùi vào ignit ignit bột kiều không chính xác hơn là đốt bốc không chính thức dành cho địch kim Khi mà thời gian hạ gục Xnit đã không kịp để có thể có đốt bốc À vừa thấy Nacrot kìa Nacrot đang gần ở khu vực đứng giữa Hay không về tỷ số mạng gục cho đến thời điểm hiện tại Thấy Kim đứng đây đợi Na tới gượng mình quyết được sử dụng đến từ Na Nhưng Na mất rất nhiều máu Long diệt rút ngắn khoảng cách Và sau đó Long chảo băng vào để mục được dành cho Aoi không biết là crack có, có thoát về đây không đây không thoát về được điểm một được dành cho van hên thầy kim đang có mặt ở khu đứng giữa vẫn còn nguyên ba con lính dành cho thầy kim đã lên cấp độ 4 đến từ thầy kim rồi có biến về hồi lại lượng máu đã mất hay không vẫn muốn ở lại tranh cướp con cu hoàng đế tha minh có cu hoàng đế dành cho thầy kim rồi sau đó tận dụng nội tại luôn và lách để lé đi luôn cú tung chiêu đến từ ít bấm cục hồi máu như vậy là chưa biến về đến từ thầy kim còn nửa cây còn nửa cây bên phía đối phương có murat đi đường tà thần đối đầu cùng cậu richter ở khu vực đường tà thần xe ra cụ thể là khu vực hang xe ra có tình huống giao tranh nổ ra ba vest hai nhưng bây giờ kim đang tới hình như chúng ta là đội ăn được cho mình con xe ra thì phải nạc rốt cơ mày quyết tả súng đột băng vào một đấm nữa lên bảng điểm số điểm cục thứ ba điểm một Ultimate dành cho địch kim rồi quá tuyệt vời với con rat trong ván đấu này đến từ thầy kim quyết định biến về hồi lại lượng máu đã mất cho đến thời điểm hiện tại của ván đấu với ba điểm gục mà thầy kim đang có cùng với một điểm hỗ trợ thì thầy kim đang là người có được cho mình nhiều váng nhất thời điểm hiện tại chưa đủ sát thương đến từ rat với cú à ảnh chảm và qua đó anh ta bị bắt lại với rat và richter điểm gục thứ tư dành cho thầy kim rồi đây là rat đây là murat đang tự đường đang tự mình tìm tới cái chết đang tự mình tìm tới cái chết và tình huống can chiêu cũng rất hay đến từ thầy kim để cho Murat vừa hết thời gian của ảnh chạm xong thì thầy Kim sử dụng chiêu một của đấm thăng hoa hất tung vào Murat và khiến cho Murat nằm lại luôn. Không có ai trong bụi đó cả. Phút tập thứ 4 rồi. Away. oh, Grac. vừa có một tình huống xử lý chiêu nhưng không bắt được ai về cú xích ma quái tả súng đột đến từ thầy Kim tốc biến bỏ chạy nhưng đối phương là quá đông. Thấy Kim đã nằm lại trong nhịp giao tranh khu vực đường giữa Ở khu vực đường rồng thì cũng có team vui báo về dành cho bên phía của đội đỏ khi mà Phoenix đã hạ sát được vào Van hên rồi Richter đang ở trong bụi cỏ và mục tiêu anh ta hướng tới đó là Ignis Nhưng vẫn chưa đủ sát thương để hạ sát người chưa đường giữa bên phía đối phương Vừa rồi thì Kim đã hoàn thành cho mình cái trang bị mặt nạ Belrit và bây giờ sẽ lên triệu bùng nổ để tối ưu khả năng cấu rỉa đến từ chiêu 2 Phoenix bất tốc biến rồi Có kịp đến từ Enzo không đây Nẹp điện bỏ chạy đến từ Phoenix không kịp Trên bị khởi đầu dành cho thầy kim Đó là giày thuật Giày phù thủy Giày phù thủy giúp gia tăng khả năng gây sát thương phép Nhờ nội tại tăng xuyên sát phép đến từ trang bị này Chọc nã Ơ hình như là mất tốc biến từ Ignite à Không biết là trong tình huống vừa rồi bị mất tốc biến từ Ignite hay không 2,7k tiền đến từ thầy kim vào thời điểm hiện tại 6 bốn về tỷ số mạng gục bên phía đối phương cũng đã có những điểm gục để rút ngắn tỷ số mạng gục giãn cách so với bên phía đội xanh trong khoảng thời gian vừa qua khi mà thầy Kim và Van Hem bị lên bảng điểm số. Bên phía đối phương có hai người khu vực đường giữa lùi lại rất sâu đến cho thầy Kim để không bị cầu máu không bị kéo, sau đó là sẽ xóa sổ con xe sau. Ok. Game hoàn tiền. Khỏi mềm bẹp. Phút thi đấu thứ 5. Không game này mới ngay Nakrot mình, mình cố gắng nhìn, cố để gươm cốt quyết trượt rồi vâng và, và cuối cùng là điểm gục này. thứ năm dành cho đầy kim có một nhịp xử lý rất ối rồi ôi và đầy kim đã Đúng. trừng trị sai lầm của đối phương bằng một án tử cộng với đó sẽ là một trụ ở khu vực đường giữa trang đây gù đấm chân không vừa rồi trượt rồi cố gắng bắt bóng murat murat quay trở về và điểm gục được dành cho Aoi có lẽ đó là tình huống Aoi nổ ma chú ai chăng có lẽ là như vậy có lẽ là như vậy cú đấm này hình như là chưa tới có bắt không không bắt Enzo đang tới trọng đã tốt giải không chế được sử dụng đến từ crack rồi ừ. hết giải nhưng chưa đủ sát thương không sao vẫn có điểm gục được dành cho đền kim điểm gục thứ sáu dành cho đền kim rồi sáu một hai bốn nghìn tiền như đền kim mà thời điểm hiện tại vẫn đang là người nắm trong tay nhiều tiền nhất bản đồ chúng ta có một trụ ở khu đường tạp thần và đang có giao tranh ở đường tạp thần luôn đối phương đổi ngược lại trụ ở khu đường rồng nhưng tình huống giao tranh của đường tà thần thì không ai nằm lại cả đã có triệu hỗn mang được lên đến từ à lỗi triệu bùng nổ được lên đến ừ, từ thầy kim lần này những cú đấm thăng hoa những cú đấm chân không nó sẽ kèm theo sát thương bùng nổ đến từ nội tại của triệu bùng nổ sẽ thấm hơn rất nhiều và cũng sẽ đạt hiệu quả cố địa cao hơn bây giờ lên vương miện đại kết tối ưu khả năng gây sát thương phép vương miện đại kết cũng là một trang bị có thể nói là giúp cho những vị tướng thuật sát thương phép có năng suất sát thương mạnh mẽ hơn đặc biệt là rat thì có hai rat tướng một pháp sư một sát thủ băng vào vi hùng dưới quỷ kết hợp chặt và chém một tình huống cover rất tốt đến từ richter chúng ta đã có thắng thế vẫn tiếp tục giao tranh ở một đường giữa mất tốc biến đến từ đó là richter rồi những double kill dành cho đầy kim với mù đấm chân không và một tiếng huống tả súng đột tốt điểm gục thứ 8 dành cho đầy kim trong ván đấu này mới chỉ là phút thứ bảy mà thôi đang là những mạng gục vượt thời gian dành cho đầy kim Bây giờ có lẽ sẽ không ai ngăn cản thầy Kim của cái trụ một ở khu đường giữa Được. nữa. Mà, Nhưng con đây, những con xe những con lính này sẽ giải quyết đi một, một cái đánh trụ. Đánh một đấm. Một tham F2, một con rat này đang rất áp lực, con rat này đang rất áp lực. Ờ đấm tới không nhỉ? Phải đây đấm tới không nhỉ? Hay, hay như là đấm tiền lính, sau đó là cái nội tại bùng nổ nổ lan ra. Ignite khiến cho Ignite mất đi một chút máu trong tình huống vừa rồi có lẽ như thế không còn quá nhiều lượng máu quyết định biến về hồi lại lượng máu đã mất may quá vào trong bụi trước khi mà crack tới cho nên không bị lộ sai 5,7 nghìn tiền đang bám đuổi theo sau đó là phoenix bên phía đối phương đã có 5,2 nghìn tiền 812 một cái đấy rất đẹp đến từ địch kim với con rác ở trong ván đấu này tham gia 10 trên tổng số 12 điểm một gục mà bên phía của đội xanh đang có tính đến thời điểm hiện tại phản đấu này mà thắng không em hơi phí một đấm nè Ồ oh, một đấm đau chưa kìa Một đấm đau chưa kìa Crack có lẽ thì hiện tại vẫn chưa có trang bị kháng phép Hoặc là chưa có trang bị kháng phép hoàn chỉnh Cho nên những cú đấm đến từ đầy kim đang có được sát thương lớn Vào người chơi cứng cáp nhất bên phía đối phương đó Crack áp lực vào cái trụ thứ hai khu vực đường rồng long diệt lùi ra chúng ta đã có trụ hai khu vực đường rồng nhưng enzo bị giữ lại với nuốt chửng một cú đấm suýt chút nữa thôi thì rắc bị lên bảng đếm số nhưng người phải nằm lại đó lại là enzo rất đáng tiếc chúng ta được một trụ nhưng mất một mạng không sao bây giờ mới bắt đầu với giai đoạn giữa game mà chúng ta vẫn đang có cơ hội để kiểm soát những mục tiêu lớn dòng ánh sáng được kiểm soát cú đấm này là trượt mất rồi đã có dòng ánh sáng dành cho bên phía của đội xanh ui giời ơi nửa non máu ra đi với cú đấm một nửa non máu ra đi với một cú đấm Nếu như hoàn thành được cái vương mẹ kết Thì cú đấm đấy chắc là ăn phải Nửa già cây máu của nạc Đang đấm rất đau đến từ đầy kim Cái quạt nội tại rồi sau đó là rung ngắn khoảng cách Cú đấm chân không tới tầm vào một người chủ lực bên phía đối phương Khiến anh ta mất một nửa cây máu Còn ra này đang rất áp lực Đổ nhiên mà đủ khiến. Oh, nhìn phương bản xả mình rồi nè một tình huống kéo trách bụi đến từ Grac nhưng thầy Kim đã chủ động lùi rất sâu à anh chạm đến từ Murat nữa Enzo đang ở trong bụi cỏ à? Chóc ná đang được sử dụng à, không không lượt rau nhưng mà gấp phải thịt và cố gắng gấp vào Grac nhưng cuối cùng thì lại trúng ở Xnit Xnit lên bảng điểm số với được vùng thứ 9 được dành cho thầy Kim double kill với cú đấm chân không quá nhiều dinh dưỡng 11 thai đến từ khi đây của thầy Kim ở phút thi đấu thứ 10 rồi 14-6 về tỷ số mạng gục tổng và chúng ta có lợi thế hơn người Đã cố gắng gây sức ép bỏ khu vực trụ bậc thêm đường rồng phía trên Giao tranh nổ ra Và nên mang về trụ đường đi sưu cấp đầu tiên dành cho bên phía đội xanh Thầy Kim hình như là đã có vương miệng đã kết rồi Lại tiếp tục mất Enzo Thêm một trụ đường giữa nữa đang có quá nhiều lợi thế dành cho đội xanh ở trong ván đấu này với một chiến thắng Ping vào xe ra bóng tối rồi nhưng có lẽ thế kim sẽ giải quyết xong cho mình cái quê lính khu đường giữa hình như là vẫn chưa xong cái vương miện đất kết à <laughs> nhìn đấm lực vào đây ao ai đu một vòng long diệt yeah. bị kéo lại lên bảng điểm số rồi nhưng mà may quá nên à. đã mang về được con cesa dành cho bên phía của đội xanh sau đó chúng ta muốn phản lại giao tranh anh trang đầy nên mất tốc biến rồi thầy kim cũng vừa phải giữ cho mình tản súng đột để có thể lùi uh, lùi về đốt một kill dành cho phoenix nhưng grack à. grack vừa bị chọc nã anh ta tốc biến đào thoát chúng ta còn lại hai người khi mà cũng không còn thêm cả richter trên bản đồ nữa có cesa nhưng mà mất tới một hai ba người tính thêm cả điểm gục của enzo trước khi Với sống lại là bốn người ครับผมขอบคุณป้า Cái gì vậy cái gì vậy? An cuối cùng là thầy Kim lên của Cố Vang trước rồi lên cái Vương đấy kết trước rồi. nhờ? Hình như là chưa hoàn thành Vương Miện hai kết à Lên chưa hoàn thành xong Vương miệng kết thì là à không không có rồi có rồi có rồi, tôi xin lỗi nhá. Có rồi có Vương miệng kết rồi có vượng kết rồi thì mới lên cái quả cầu bằng xương như vậy thì trang bị cuối cùng sẽ là cái uh, trượng hỗn mang trọng đã tiếp tục vào crack crack nuốt chửng nuốt chửng nuốt chửng chử của chúng tôi và nên là người quyết điểm một gục bên phía đối phương mất thêm phoenix xoát đào dành cho richter mất quả cầu băng phương băng xương đến từ away away thoát được cũng đây là tà sông hữu đột kết hợp bên tốc biến điểm gục thứ 11 dành cho đầy kim nắc là người phải nằm lại bên phía đối phương mất ba người chúng ta sẽ có cơ hội để lên cái trụ bậc thềm ở khu vực đường giữa hai đường lĩnh xuất cấp triệu hỗn mang thôi triệu hỗn mang sẽ là số đồ cuối cùng hai đường lĩnh xuất cấp dành cho bên phía của đội xanh phút thi đấu thứ 13 ba có bồ đỏ thầy kim sắp hoàn thành cho mình cái trang bị triệu hỗn mang rồi đâu đó khoảng tầm 500 vàng nữa là đủ tầm 500 vàng nữa đủ chỗ hôn mang thôi một đấm thôn 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 thằng gờ rắc béo thằng gờ rắc béo kéo à kéo à bên phía đối phương đang nhăm nhe đến con rồng ánh sáng Enzo đã mang sai của Nakroth về cho đồng đội, Nakroth bỏ ngay lập tức. Nakroth bỏ dòng ánh sáng ngay lập tức. Ui, Ui. đau chưa kìa, đau chưa kìa. À, Na về hồi sức cấp cứu ngay. Na đang 152. Na một cú đấm đấy là phải về hồi sức cấp cứu ngay. Chúng ta đã có dòng ánh sáng rồi. End game được không? End game được không? Đổi uh, từ giày phù thủy qua giày cân cường sau khi đã có cái uh, triệu hỗn mang bị kéo à, đó đúng là đúng Enzo Enzo lên bảng điểm số như vậy có lẽ là sẽ chiến game được bảo à. bên phía đối phương vừa có một tình huống kéo tốt từ Crack để hạ sát người chơi trợ thủ của chúng ta cho nên là vẫn chưa thể ăn được game tiền từ với con uh, ra bóng tối đó... đang bị bùa hại mấy... cho nên thời gian ăn sẽ tương đối lâu bên phía đối phương đang kéo người ra cú đấm trượt Aoi cũng sử dụng cho mình cái long chảm trượt Hoàng Anh Long Diệt lùi ra, mất rất nhiều máu, không thể can thiệp được Van Xê ra nữa. Đây lại là phút đầu thứ 15 của ván đấu rồi. Tả súng đột là tốt đến từ thầy Kim mất đi quả cầu băng xương, bắn quả cầu băng xương đủ cho mình cái giáp hồn mây khi phải bán đi hai đồ đó là cả triệu không mang nữa. Nhưng sau khi sống lại thì cũng đã bị lên mạc điểm số để gục sắt đao được dành cho người chơi nặc bên phía đối phương thì phải. Chúng ta vẫn là đội thắng giao tranh khi mà Richter có thêm điểm gục vào người chơi Crack. Như vậy là chúng ta mất hai của đối phương mất ba. Vẫn thắng giao tranh. 12 năm, thắng được không đây? game được không? lính đang tràn vào nhà chính bên phía của đối phương Nakroth đang ra ingrid cũng đã giải quyết xong con uh, lính nhưng mà <laughs> tiếp tục quay lính tiếp theo đang lên tiếp tục quay lính tiếp theo đang lên có thể end được game có thể end được game End game rồi, end game rồi End game rồi Và như vậy đã có chiến thắng dành cho Kim và đồng bọn rồi Lên 106 sao Rồi cảm ơn các thầy đã xem hết video Xin chào và hẹn gặp lại các thầy ở trong những video sau Bye bye